Sau đây là chương trình uống rượu cần và thổi kèn của đồng bào Cơ Tu. Hiện nay đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Hay quá. Đây là chương trình uống rượu cần. Của rượu cần này là mang từ đồng bào Cơ Tu về đây. Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Rượu cần này uống đói không? Mời mời mời. Lấy dây lại cho nó đúng. Không phải như rượu gạo nó mạnh hơn. Cái rượu cần nguyên liệu của tôi, người ta làm bằng sắn, bằng bắp, bằng nếp. Và trong đó là rượu bằng nếp á, là rượu thường á. Tôi gọi là rượu bóc, rượu bóc. Còn rượu khác là rượu là búa. 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 Rượu cần bình thường. Rượu bóc là thường hàng. Thường hàng luôn. Trong số các cái rượu cần từ của đồng bào miền núi, từ Tây Bắc qua tới Hải Dương, Trường Sơn đó, Trường Sơn là cái rượu Phú Túc là rượu ngon nhất. Oh yeah. Anh như mình thấy có thương hiệu rượu Phú Túc đó. Là cái nghề này họ phục dựng lại sau này, nhưng mà cái rượu đó hiện nay là bây giờ rất là về vậy của nó thì là ngon nhất. Dịch ra cái bài này là bài Hoa Nở Không Màu. Hoa Nở Không Màu. Dạ. Đồng bào Cơ Tu. Ô, cái tên này nó hay, Hoa Nở Không Màu. Hay thế à? Hoa Nở Không Màu. Chúng ta hay có màu trắng. À, nhưng mà phải... rất là hay á. Hoa Nở Không Màu. Cái đàn anh nghe cái bài đàn tiếng đàn ta lư kìa. Dạ, dạ. Đàn ta lư là cái đàn này, người Bru Văn Kiều, yeah, bà cô, người ta làm, người ta dùng cái đàn giống với cái đàn của người Cơ Tu, yeah, là những người đó. Thì cái âm nhạc sĩ đó, ông viết cái bài tiếng đàn ta lư là cái này đấy. À, dựa trên à, cái là cái cây đàn này, đàn ta lư là cái đàn này đây. Là tiếng Cơ Tu nói rương, là anh em Kim này không biết nói, bắt buộc phải nói là ta lư. Ta lư, ta lư, rương. Chắc mấy chú là viết không đúng mà cần rương được. Dạ, dạ. Phải nói là đàn ta lư. Dạ. À, thì ra là vậy, đó là một cách viết diễn giải ra cho dễ hiểu, dễ nhớ đó. Đúng rồi. À, đúng rồi. Hay quá. Thôi, mời... Dạ, mời. Mời ông, mời... Mời. Dạ bác, mời anh Dung. Dạ bác, bác nhìn gọi một bài Ninh Sương. Tức là, trong bao phút tụ hồi, phút tụ cần như này, dạ bên làm cái nồi bắt cho bán Ninh. Trong khi chờ cục xương nó mềm là em nhâm nhi rượu cần. À, gọi là ninh xương hả? Ninh xương. Hầm xương đó. Hầm xương đó. Đây là một cái đặt tên rất là thú vị á. Ninh xương luôn. Và ngồi uống rượu cần để chờ. Để chờ. Nên ninh xương nó lâu lắm. Dạ. Vì cái thời gian lâu nó có thể anh em tao kia tao việc bằng những cái đạn. Dạ dạ. Hiện nay là các bác đồng bào Cơ Tu. Hiện nay là các bác đồng bào Cơ Tu đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng và thưởng thức món rượu cần do chính của những người đồng bào Cơ Tu làm ra. Và đây một loại rượu cần cực kỳ ngon và một trong những loại rượu cần rất là đặc biệt, đó là rượu cần Phú Túc. Rất là ngon và đang thưởng ngoạn những tiếng đàn của các bác ở đồng bào Cơ Tu đang trình diễn. Rất là điều nghệ đúng không ạ?
Và đây là một trong những cái hình ảnh rất là hiếm có, bởi vì đang ở một cái thành phố như thế này mà có một cái chai rượu cần và một cái bình rượu cần và một cái khung cảnh nhâm nhi rượu cần cùng với những tiếng sáo, tiếng đàn và tiếng kèn của các bác ở đồng bào Cơ Tu rất là hiếm có ở thành phố Đà Nẵng như thế này. Có lại bác công khen gì đó. Khen mẹ. Gọi là cái nhạc kinh cũng được. Cái khèn này á, là nhạc cụ của người Tây Bắc, nhưng mà khi mà được người Cơ Tu tiếp thu học hỏi để sử dụng thì người ta sử dụng theo âm hưởng của cái người Cơ Tu, của người Cơ Tu, âm hưởng âm nhạc của người Cơ Tu, người ta thổi hoàn toàn khác với lại âm nhạc của người Tây Bắc. Khác như vậy là có biến tấu từ âm nhạc Tây Bắc qua theo âm nhạc của người Cơ Tu. Rồi. Một lát nữa như bác biểu diễn cho một đoàn ngắn như thế nào? Yeah. Mà bài gì là bài Ninh Sương. Ninh Sương. Ninh Sương. Ninh Sương. Ô, hay quá. Đây nữa là gọi là tình thương, nên thương là trong AP AP triển lãm của họ được ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Bây giờ giao lưu là AP bảo tồn dân dân gian ấy của tụ. Cái gọi cái kênh ấy. Này. Chà tươi. Đang thưởng thức món rượu cần của đồng bào Cơ Tu ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Một cái hoạt động rất là ý nghĩa và rất là vui mừng. Anh đang giới thiệu cái xã thông tình. Vâng. Anh đạo giới thiệu cái xã thông tình. Em, dạ. Đây là anh Tim Mô Lô sẽ thổi cho anh em mình nghe một cái cái tiếng sáo này gọi là sáo thông tình một lỗ, nhưng mà thổi được. Cái sáo này tức là một chúng tôi là ở trên đồi trên núi, những người đàn ông đi săn là ông ở núi này, người phụ nữ làm rẫy thì ở đồi kia. Thì lúc mệt á, người đàn ông mình sẽ nghỉ và thổi cái này để người phụ nữ bên kia nghe là biết anh ở đó. Là gọi với báo hiệu. Báo hiệu đấy. Mời anh thổi. Khi nào là nghe cái tiếng đó, người phụ nữ thả hết những cái dụng cụ của lao động, họ sẽ nghỉ ngơi để mà nghe. Cho nó bớt đi nhập nhằn.
thường thường giống như là A Phụ thời sáu thì gọi tức là trên đồng bào mình mà thường thường họ viết một bài nhạc hoặc là họ thổi một bài sáo gì đó đều nó có cái ý nghĩa trước cả. Có, đúng rồi. Nó có ý nghĩa hết á. Kể cả đặt tên gọi nên họ đều có. Có chứ, nếu không có sao biết. Sao nào đó. Bên này thôi ngược. Ngược rồi. Ngược rồi. Phải lắp đi ngược. Ở cái đầu dưới là nó có chốt cành với chiếc. Biết rồi. Biết rồi. À, và đây là những cái cây gỗ do người đồng bào Cơ Tu ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và đã chạm trổ nên những cái hình tượng của những cô gái, những chàng trai ấy, những cô gái này mặc váy, những chàng trai thổi kèn này và kể cả những con vật ấy, rất là đẹp đấy các bạn. Hiện nay thì những cái tượng gỗ này đang được trưng bày tại Bảo tàng thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Và mình ghi lại một số hình ảnh cho các bạn xem, và các bạn có thời gian thì hãy đến với Bảo tàng thành phố Đà Nẵng để chiêm ngưỡng những cái hình tượng rất là đẹp của đồng bào Cơ Tu. Như vậy thì vừa rồi các bạn đã theo dõi cái clip mà mình đã ghi lại một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là thưởng thức rượu cần. Đấy, thưởng thức rượu cần và nghe các chú, các bác của đồng bào Cơ Tu thể hiện như thổi sáo này, thổi khen này và đánh đàn ta lư. Và đây là một trong những hình ảnh tuyệt vời, giao lưu văn hóa của đồng bào Cơ Tu với những người dân tại thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay. Và mình xin chúc tất cả quý vị, chúc tất cả các bạn có một ngày đẹp trời và tràn đầy sức khỏe. Đồng thời nếu chúng ta có dịp, có thời gian thì chúng ta hãy ghé đến Bảo tàng thành phố Đà Nẵng để tham quan các cái món ẩm thực, các cái món nghề truyền thống của chính người dân làm ra để bán cho khách quý khi đến tham quan trong bảo tàng này. Và cuối cùng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, hẹn gặp lại một ngày gần nhất, và rất mong các bạn hãy hỗ trợ ủng hộ mình bằng cách đăng ký subscribe cho kênh YouTuber của Dương Đình Hữu. Xin chào và hẹn gặp lại.